Bấm số đó bà, mình bấm cái số vào đây được. Thế sợ không? Anh Hải lấy luôn đi. Để đi. Anh Hải lấy luôn đi. Có hộp đồ ăn nữa. Cảnh thôi. Lấy hai hộp với hai hộp đồ ăn luôn. Để riêng cho anh Hải. Anh Hải lấy giúp em với anh Hải. Hai hộp cơm rồi có hộp đồ ăn nữa anh, hộp đồ ăn là hộp nào em không biết luôn á. À, có mở thôi coi, đúng không? Đúng rồi, hộp đồ ăn cho anh em. Lấy hai hộp đồ ăn luôn anh. Đang tìm thề hả? Cảm ơn cô chưa? Rồi em dùng lấy mấy chai cho. Cảm ơn nha. Cô có thể lên.
lấy thì có người ở đây, chúng ta lấy cơm đây hải là phải được. Dạ, vừa cơm vừa nuôi. Rồi rồi rồi. Thêm bên cái tủ đúng không? Thứ hai nha. Thứ hai thứ sáu nè. Cô định ngày nào cho đi làm bà chị thôi, nhưng mà chị này cho đi con cá, không có thì con ngửi mấy chị đã nha. Ừ, ngửi đây nha. Đóng nguyên cái con luôn, cài không có. Nhưng mà để con nó lớn đã. Thế cô đã rồi. Dạ rồi. Má nó chưa bỏ cửa sao bà xuống lầu 6. Cứ giữ thôi anh. Mấy giờ mới mở anh? Anh Hải nước rồi anh Hải. Dạ, đứng anh. Vậy bữa sau chị xuống nấu nuôi với anh Thảo đi. Thank you.